Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mạng. Quý Mùi thành công sớm, sự nghiệp ngày càng phát triển và đi lên ở độ tuổi 28 trở đi. Cuộc sống hôn nhân gia đình khá hạnh phúc và trọn vẹn. Tuy có nhiều chuyện vướng bận, nhưng đây là những người mà họ rất có vận may về tiền tài. Về già, được hưởng cuộc sống an nhàn bên những người mình yêu thương. Sau đây xin mời tất cả quý vị cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình chi tiết của tuổi này để có được sự chiêm nghiệm và cái nhìn đầy đủ nhất về số phận cuộc đời mình. Xin mời quý vị. Gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Dương Liễu Mộc, cây Dương Liễu, xương con dê, tướng tinh con cọp, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi trọn đời Quý Mùi nữ mạng qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, cung Cấn mạng mộc số nàng như sau: sanh đặng tháng 2 tháng Giêng, mùa đông cũng tốt, tự nhiên thanh nhàn, hạ thu sinh gái là nàng, lỗi sinh vất vả, âu nàng số lo. Sanh ra xung khắc mẹ cha, anh em chẳng thuận, sống nhờ người dưng, ly hương tổ quán số này, xứ xa lập nghiệp cửa nhà làm nên. Trung niên có của chẳng bền, có rồi chết đó, như diều đứt dây. Số tuổi sau có đất nhà, ruộng vườn mua sắm tự mình làm ra, tuổi nhỏ chớ khá buôn ba, tuổi già có của mới yên gia đàng. Tổng quan, nữ tuổi Quý Mùi may mắn trên con đường công danh, thời còn trẻ gặp rất nhiều may mắn về sự nghiệp và tiền bạc. Nữ tuổi Quý Mùi thông minh, xinh đẹp, lanh lợi nên khá thuận lợi trong công việc, tạo dựng được chỗ đứng vững chắc khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống gia đình tuy vất vả nhưng có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Tóm lại, Quý Mùi thành công sớm, sự nghiệp ngày càng phát triển và đi lên ở độ tuổi 28. Cuộc sống hôn nhân gia đình khá hạnh phúc và trọn vẹn. Tuy có nhiều chuyện vướng bận, nhưng đây là những người rất có vận may tiền tài. Về già được hưởng cuộc sống an nhàn bên những người mình thân yêu. Nữ Quý Mùi hưởng thọ trung bình từ 80 đến 90 tuổi. Nếu sống có phúc đức, ăn ở thiện lương thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ cho vận trình của mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng của bát bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng. Có vận hạn, ốm đau sẽ được giảm nhẹ, tai qua nạn khỏi, công việc sẽ thuận buồm, sức khỏe an khang. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Tình duyên. Sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch, đây là những người không được thuận lợi và may mắn trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, họ phải cố gắng nhiều thì hai người mới đến được với nhau. Trong cuộc sống hôn nhân có nhiều niềm vui, nhưng bên cạnh cũng xuất hiện nhiều chuyện buồn, đặc biệt là vấn đề tài chính. Để cuộc sống thuận lợi, hạnh phúc và tốt đẹp, thì nữ Quý Mùi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc, phát triển sự nghiệp bản thân, quan tâm hơn tới tâm trạng của những người bên cạnh mình. Sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Đây là những người đề cao sự nghiệp hơn chuyện tình cảm. Họ quan niệm phải khi có sự nghiệp vững vàng mới tính tới hôn nhân. Do vậy mà đây là những người rất ít bị ảnh hưởng bởi tình yêu. Trong hôn nhân họ quan niệm chỉ cần sống chung hòa hợp thoải mái là được. Sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Nữ tuổi Quý Mùi rất may mắn, hạnh phúc trong tình yêu. Họ có mối tình đẹp đẽ và sau một thời gian thì sẽ tiến tới hôn nhân. Cuộc sống gia đình kết hôn thuận lợi, đem lại nhiều may mắn cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Gia đạo công danh. Về gia đình, nữ Quý Mùi có cuộc sống gia đình hạnh phúc từ nhỏ, được cha mẹ chiều chuộng yêu thương. Sau kết hôn hạnh phúc bên chồng, cuộc sống ngày càng tốt đẹp khi sinh con đầu lòng. Về sự nghiệp, phát triển mạnh mẽ nhất vào năm 29 tuổi, cuộc sống có nhiều thay đổi, đời sống vật chất được nâng cao. Vào năm 40 tuổi, Quý Mùi được hưởng lộc về tài chính, trong những năm sau có hoạch tài. Tuổi hợp làm ăn. Quý Mùi nếu có ý định tìm đối tác thì nên lưu ý lựa chọn những người sau đây sẽ giúp ích rất nhiều, đó là Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi. Những người này không chỉ tài giỏi mà còn rất hợp mệnh với Quý Mùi. Họ sẽ đem đến nhiều vận may về tài chính và kết quả tốt đẹp cho công việc chung giữa hai người. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ và Kỷ Mão thì cuộc sống của Quý Mùi sẽ có nhiều bước chuyển biến tốt đẹp. Sau kết hôn,
một cuộc sống như mơ, hạnh phúc, vô cùng đang chờ đón. Vận may tài chính đến, công việc làm ăn thuận lợi, đầu tư kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn. Và nếu cố gắng phát triển sự nghiệp thì một cuộc sống giàu sang phú quý không phải là một điều khó khăn. Kết hôn với một trong những tuổi trên, cuộc đời của Quý Mùi sẽ lên cao bất ngờ, danh tiếng cũng đặc biệt phát triển, tình cảm thuận lợi, gia đình ấm êm. Kết hôn với một trong số các tuổi Bính Tuất, Mậu Tý, Nhâm Ngọ thì Quý Mùi sẽ không có nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc và sự nghiệp. Cuộc sống chỉ ở mức trung bình, nhưng tuy nhiên tình cảm lại rất tốt đẹp, nên duyên với một trong số những người này chỉ có may mắn về tình cảm. Nhưng nếu cố gắng làm việc tạo dựng sự nghiệp thì có thể cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn. Kết hôn với một trong số các tuổi Giáp Thân, Canh Dần thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Hai tuổi trên không hợp với Quý Mùi nên rất khó có thể tạo dựng được một cuộc sống ấm êm, thoải mái. Muốn có một cuộc sống đủ đầy hơn thì hai người phải cố gắng rất nhiều so với những người khác. Vào những năm 17, 19, 25, 29, 31, 37 và 41 tuổi, nữ tuổi Quý Mùi không nên kết hôn hay tổ chức những sự kiện trọng đại do không hợp về bản mệnh, nên nếu kết hôn trong những năm này có thể dẫn tới nhiều điều không may mắn, trở ngại trên con đường tình cảm. Tuổi Đại Kỵ. Nữ tuổi Quý Mùi đại kỵ với các tuổi sau, đó là Nhâm Thìn, Canh Thìn. Nếu kết hôn hay hợp tác làm ăn với những người này thì công việc cũng như là mọi chuyện tình cảm sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Nếu có lỡ chót yêu thương một trong hai tuổi trên thì vợ chồng nên đồng lòng trước những khó khăn gian khổ, luôn tin tưởng đoàn kết, cố gắng phấn đấu thì cuộc sống mới có thể an lành, vui vẻ. Để vận trình cuộc sống nói chung cũng như các mối quan hệ nói riêng trở nên thuận lợi, hanh thông hơn, ngoài sự cố gắng của bản thân thì nữ mạng tuổi Quý Mùi cũng nên mang theo bên mình pháp khí chiêu tài đón vận trong phong thủy để phù trợ cho mình. Vòng tay tam hợp Hợi Mão Mùi với thiết kế từ gỗ huyết long quý hiếm và đá mã não quý phái sang trọng sẽ là vật phẩm hộ thân lý tưởng dành cho quý vị gia chủ. Sử dụng vòng tay này, bản mệnh sẽ có được sự tương hỗ của quý nhân xuất hiện, thâu thu tài lộc và may mắn. Ngoài ra, nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần mà các mối quan hệ xung quanh cũng trở nên hòa hợp hơn, tránh xa thị phi, điều dữ làm tổn hại. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống vào những năm 23, 28, 35 tuổi, nữ Quý Mùi có thể sẽ gặp phải rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện đều không thuận lợi, sức khỏe, tiền bạc đều bị ảnh hưởng. Do vậy mà trong những năm này, cần phải cẩn thận và chú ý hơn trong mọi quyết định. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nữ Quý Mùi xuất hành vào thời điểm ngày chẵn, tháng lẻ, giờ lẻ thì sẽ đem đến nhiều vận may, sự thành công trong những dự định tương lai. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 23 tuổi. Năm 18 tuổi, tình cảm có nhiều thay đổi, không mấy tốt đẹp, cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Năm 19 tuổi, không nên đi xa, cẩn thận với mọi mối quan hệ khác giới. Năm 20 tuổi, trong năm công danh phát triển, tình cảm cũng rất thuận lợi, cuối năm có vận may tài chính. Năm 21 tuổi, có chuyện vui đến, trong cuộc sống có nhiều điều hay đẹp, tình cảm thuận lợi, phát triển. Năm 22 tuổi, năm này không tốt cho bản mệnh và tiền bạc, không nên đầu tư làm ăn lớn. Năm 23 tuổi, tài lộc có phần suy giảm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn thuận lợi. Từ năm 24 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 24 tuổi, tình cảm và tài lộc thuận lợi, nếu kết hôn trong năm sẽ rất may mắn. Năm 25 tuổi, công việc làm ăn diễn ra bình thường, trong năm có chuyện hay đẹp về tình cảm. Năm 26 tuổi, có số hưởng tài lộc. Năm 27, 28 tuổi, cẩn thận khi đầu tư làm ăn kinh doanh, không quá thuận lợi trong tài chính, tình cảm bị ảnh hưởng. Năm 29 tuổi, vận may đã quay trở lại, là năm thích hợp để phát triển sự nghiệp. Năm 30 tuổi, gia đình có nhiều điều tốt đẹp, tài lộc dồi dào. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, thành công trong cuộc sống, nhất là sự nghiệp. Năm 32 tuổi, có thất thoát về tiền bạc, tình cảm trong năm không được tốt. Năm 33 tuổi, không nên xuất hành đi xa, hạn chế đầu tư tiền bạc, chú ý giữ gìn sức khỏe. Năm 34 tuổi, phòng tránh những bất trắc, chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân. Năm 35 tuổi, diễn biến trong năm phức tạp, cẩn thận hơn về tiền bạc, chú ý hơn trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong gia đình. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi, tình cảm tốt đẹp, tuy nhiên có nhiều vướng mắc trong công việc làm ăn. Năm 37 tuổi, chú ý hơn các vấn đề đầu tư, không nên giao dịch quá lớn, cẩn thận về bổn mạng. Năm 38 tuổi, trong năm có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, tình cảm tốt đẹp.
Năm 39 tuổi, sức khỏe tốt, cuộc sống có nhiều niềm vui. Năm 40 tuổi, cẩn thận, mắc bệnh, chú ý hơn tới sức khỏe người thân. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi, tình cảm phát triển thuận lợi, có vận may tài chính. Năm 42 tuổi, thích hợp cho những chuyến đi xa, nên chú ý hơn tới công việc làm ăn. Năm 43 tuổi, cẩn thận trong đầu tư, làm ăn cần chú ý tránh bị kẻ gian hãm hại. Năm 44 tuổi, trong năm có nhiều chuyện tốt đẹp. Năm 45 tuổi, dành nhiều thời gian điều dưỡng sức khỏe bản thân. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Năm 47 tuổi, cuộc sống bình thường. Năm 48 tuổi, trong công việc cần phải cẩn thận mỗi khi ra quyết định quan trọng. Năm 49 tuổi, cẩn thận về bổn mạng. Năm 50 tuổi, làm ăn gặp nhiều may mắn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Năm 51 tuổi, tình cảm gia đình không được thuận lợi, nên dành nhiều thời gian hơn để gắn kết các thành viên trong gia đình. Năm 52 tuổi, giữa năm có vận may tài chính, cuối năm cẩn thận hao tài. Năm 53 tuổi, trong năm việc làm ăn không nên quá mạo hiểm, cẩn thận và suy nghĩ chu đáo. Năm 54 và 55 tuổi, không có nhiều vận may, cuộc sống ảm đạm có phần đi xuống. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, năm 56 tuổi, công việc có nhiều bước phát triển. Năm 7 tuổi, cuộc sống bình thường, nên dành nhiều thời gian hơn cho con cháu. Năm 8 và năm 9 tuổi, cẩn thận về sức khỏe, đề phòng mắc bệnh. Năm 60 tuổi, tài lộc thịnh vượng. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ về tử vi chọn đời nữ mạng Quý Mùi sinh năm 2003. Để biết thêm tử vi chọn đời của các tuổi khác, mời tất cả quý vị chúng ta cùng ghé thăm kênh và ấn đăng ký để có thể nhận được những thông tin tử vi hữu ích khi cần. Chúc quý vị luôn tràn đầy năng lượng, tình yêu công việc và cuộc sống lúc nào cũng hòa thuận viên mãn.